sau thì bình yên cả nhà, biết lấy lần sau thì cả nhà. Rồi đủ rồi, rồi cả nhà ơi, bây giờ cuối xe giao sau thì cả nhà. Rồi cả nhà ơi, dân quý CD giao sau, dân quý CD từ đường tỉnh lộ 10 ra An Dương Vương. Xong rồi dân quý sẽ quẹo vào đường Hậu Giang. Hậu Giang xong rồi dân quý sẽ gặp Nguyễn Văn Luôn. Đây dân quý sẽ đến căn hộ Him Lam, chung cư Him Lam cả nhà. Đấy, ra trời mưa. Mấy bữa gài là trời mưa, thành phố Hồ Chí Minh mưa liên tục cả nhà. Sáng tới chiều luôn là nhưng quý thấy là chỉ ngưng có một chút là mưa. Ngày hôm qua cũng vậy, ngày hôm qua mưa rất là lớn và mưa rất là dai luôn, đến tối luôn cả nhà. Đấy, hôm nay sáng nay thì trời cũng đã mưa rồi. Thì dân quý cũng đi lấy đơn giao, tại vì là dân quý chạy chưa có đủ cái điểm để mà đạt cái đạt điểm thưởng đó cả nhà. Tại vì dân quý đi giao đồ ăn này là có cái chương trình thưởng đó cả nhà. Tại vì chúng ta chạy khoảng bao nhiêu đơn á, được bao nhiêu đơn thì sẽ được thưởng bao nhiêu tiền vậy đó, quy định trên cái hệ thống của công ty mà quy định là như vậy đó. Tại vì bây giờ chỉ còn có 4 app, tại vì lúc trước là Bamin rút khỏi thị trường Việt Nam rồi, bây giờ đến Gojek thì bây giờ chỉ còn lại có Grab, Shopee với lại BeFood đấy, là với lại của mà Sanit em, mà Sanit em thì chỉ chuyên người chở người thôi, cho nên là một cái sự cạnh tranh rất là nói chung là các cái công nghệ cạnh, sự cạnh tranh thì rất là, nói chung là sẽ rất là hấp dẫn, tại vì cái lượng khách thì cũng rất là đông, mà tài xế cũng rất là đông, tài xế chạy công nghệ cũng rất là đông. Rồi dân quý sẽ bẹo vào đường An Dương Vương nha. Đây dân quý sẽ bẹo phải vào đường An Dương Vương đấy, cũng lâu rồi dân quý không có review cái đường tỉnh lộ 10 á cả nhà. Tỉnh lộ 10 thì bây giờ cái đường đó thì nó rất là đông, đông xe cái lúc mà giờ cao điểm á, rất là đông xe. Với lại là buổi chiều đi làm về á đông lắm, chứ là rồi cái đường đó thì nó nhỏ, tỉnh lộ 10 nó rất là dài mà nó nhỏ đấy. Bây giờ thì dân quý sẽ chạy ra hướng vòng xoay Mũi Tàu, xong rồi dân quý sẽ chạy quẹo vào hướng Hậu Giang. Dân quý sẽ giao cái đơn xôi này lại chung cư Him Lam Chợ Lớn đấy. Rất là nhiều chung cư thì dân quý hồi đó dân quý không có biết chung cư, không có rành, nhưng mà bây giờ dân quý nắm hết, dân quý biết cũng được một số cái chung cư là ở đường nào, khu vực nào dân quý cũng biết hết rồi. Ngày xưa mà lúc mà mới ra chạy á, lúc là dân quý chạy bên của app giao đồ ăn của công ty Loship á, lúc đó dân quý không biết đường, cái dân quý chạy dò đường không, mà vừa chạy vừa cầm điện thoại dò, tại vì dân quý không có biết được là cái xác định là cái điểm đến là ở đâu, cái quán ở chỗ nào, dân quý cũng không biết nữa. Thì sau này khi mà chạy quen rồi đó thì dân quý biết được là cái quán đó nó nằm ở vị trí đó, thì cái điểm giao thì cũng biết luôn, thì chúng ta chạy rất là dễ. Còn mà giống như là mới ra chạy thì giống như là chưa gần được thành phố hả, thì rất là khó, phải dò đường, tìm quán rồi tìm địa chỉ giao, nó rất là lâu, mất thời gian, rất là mất thời gian. Lúc đó là dân quý chạy hả, nói thôi kệ chạy đi biết đường. Mà lúc đầu tiên là dân quý đăng ký bên của Now á, là lúc mà Now còn mặc cái áo màu đỏ mà rất là đẹp, cái áo đó rất là đẹp. Mà lúc đó dân quý đăng ký bên đó thì chạy được có, mới ra chạy được có một buổi thôi dân quý nghỉ luôn, tại vì dân quý không có biết đường. Mà lúc đó lại nổ đơn ra ngoài quận 1 rồi quận Bình Thạnh, tại dân quý không có biết đường, thôi dân quý nghỉ chạy luôn, sợ mà đi lạc á. Tuy là có Google Maps nhưng mà dân quý đi không có biết, tại vì thấy là đơn xa quá, mà chạy một hồi là không biết đường về luôn á. Nhớ lại lần đó, cái lần mà đăng ký chạy Now dân quý nhớ hoài luôn á, chạy là không có biết đường gì hết, mà đi đăng ký chạy ra đồ ăn
rồi sau này mới rút kinh nghiệm là biết giống như là sau này quen rồi dần dần ở quen đường của thành phố rồi đó, cho nên là mới là không có mới biết đường thì mới chạy mới được, chứ nhưng mà lúc đầu là chạy là không được gì hết. Là chung quý đăng ký xong rồi nghỉ luôn á, là vừa lấy cái túi với lại cái đồng phục á là xong rồi chung quý ra chạy, mở app lên chạy là chạy được có mấy đơn rồi. Thấy không biết đường thôi tắt app nghỉ luôn. Mà chung quý thích mặc cái áo của mình nào lắm nha, lúc đó là cái áo của mình nào á rất là đẹp, cái áo màu đỏ cam rất là đẹp. Và sau này là bên nào mới bán cổ phần lại cho Shopee Food, thì sau này Shopee Food thì rất là mạnh, các bạn sinh viên là ra chạy Shopee Food rất là nhiều. Dân quý cũng thích cái áo của Shopee, nó màu cam cũng rất là đẹp. Còn cái này dân quý chạy của bên Ráp thì áo màu xanh, xanh đất em thì cũng màu xanh ngọc, còn bi thì màu vàng đấy. Bây giờ chúng ta chỉ còn lại là 3 app hết ta, 4 app công nghệ đấy. Rồi cả nhà ơi, dân quý chạy ra đến một xe bố tàu rồi nghe, dân quý cũng xin kết thúc video buổi sáng tại đây nha. Chúc cả nhà một ngày buổi sáng thật là cuối tuần thật là vui vẻ và an lành, thì trong cái khí trong cái thời tiết của thành phố Hồ Chí Minh đang rất là mưa, ảnh hưởng của cơn bão số 4 đó cả nhà đấy. Thì bão số 4 thì cũng đã thành áp thấp nhiệt đới, nó cũng không còn mạnh nữa, nhưng mà vẫn còn mưa liên tục, mưa làm cho cái việc mà đi lại của người dân gặp rất là nhiều khó khăn. Dân quý cũng vậy, dân quý đi giao đơn này mà gặp trời mưa thì cũng không giao được bao nhiêu đơn. Tại vì thường trời mưa có ngày hôm qua là dân quý chậm mưa, dân quý chạy luôn á, tại mưa lâm râm á, dân quý chậm mưa dân quý chạy luôn á. Tại vì mưa như vậy á thì cái lượng đơn nó rất là nhiều, tại khách người ta không có ra ngoài được á, cái người ta đặt đơn đồ ăn rất là nhiều cả nhà. Rồi thôi, dân quý xin kết thúc video tại đây nha. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều, cảm ơn cả nhà đã ủng hộ kênh dân quý vlog cuộc sống Việt. Dân quý qua lộ nha. Chào cả nhà, chào buổi sáng cả nhà ơi. Đây dòng xe mũi tàu cả nhà, ở đây nó giống như cái mũi tàu vậy cả nhà, cho nên là người ta kêu là dòng xe mũi tàu đấy.